Một vụ tai nạn thương tâm vào chiều 29 tháng 4 năm 2021 trên đường N2 thuộc ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã khiến một người đàn ông chết dưới gầm xe tải. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, một người đàn ông 63 tuổi chạy xe máy trên đường N2 hướng từ cầu Đức Hòa về vòng xoay Hòa Khánh. Khi đến khu vực thuộc ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì được cho là đã tự té ngã xe máy. Người đàn ông cùng xe máy trượt dài trên đường rồi văng vào gầm xe tải cẩu chạy hướng ngược lại. Tài xế và phụ xe tải đã kéo nạn nhân ra ngoài nhưng người này đã chết. Vụ tai nạn khiến giao thông trên đường N2 kẹt xe nghiêm trọng. Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người dân xung quanh và những người liên quan để làm rõ vụ tai nạn.